Rồi cô làm demo bài 10 ha. New file bài 10. .html. Đây cô đi demo các cái bài 10. Thì ở đây sẽ tạo các cái form, các loại form. Các bạn có thể mở, các bạn copy, các bạn test, test những cái này ha. Test những cái này. Đấy, những cái này mới các bạn test kiểm thử. Chạy thôi, cho vào đây chạy thôi có gì đâu. Đấy, chạy thôi. Được chưa? Đấy, bài 10. Ủa đâu rồi? Tyrant. Rồi cái này như bị nhảy bị sai. Xóa cái này đi. Đó. Copy. Bạn để ý chỗ này không thấy các bạn gõ. Chưa. Đây, chạy. Đấy, rain. Ok. Các bạn có thể set max, set min vân vân. Step mỗi lần kéo nó kéo bao nhiêu đó. Thì các bạn chỉ cần lấy ra các bạn test thôi. Ok. Rồi. À, list. List. À, các bạn có thể cái này cái hình. Đây list browser. Đây input list. Đây. Input. Tắt cái tiếng các bạn ơi. À, input thì các bạn type cũng để text, các bạn chỉ cần để cái chữ list thôi. Lên danh sách này sẽ bằng cái này là my list chẳng hạn. Chưa? Trong này các bạn để cho cô cái data list. Chưa? Đó, trong data list thì các bạn để các cái option. Thì cái ID trong data list này nè. Là các bạn để đúng cái my list. Đúng không ạ? Đây các bạn để các cái option. Đây. Cái này là để value là integer explorer. Integer Explorer Internet chứ. Integer mới ghê chứ. Explorer. Explorer. Ok. Đó. Option. Đó value là file Fox. Như vậy. Thì các bạn chạy ha. F5. Các bạn gõ thì nó sẽ sổ ở đây. Hoặc là các bạn có thể gõ chữ. Ví dụ như là gõ integer. Đấy, nó sẽ hiển thị cái nhắc các bạn đây. Đây. Mà sao cái anh này nó sổ. Sổ chứ bình thường nó đâu có sổ cái này đâu. Đấy, bình thường nó không sổ. Ồ, sao sổ cái này. Ây da. Phải. Đấy gõ đâu thì nó nhắc cái đó. Internet Explorer. À nhưng cái này nó khác, cái khác một chút là các bạn có thể gõ một cái từ khác nó vẫn nhận. Đúng không ạ? À cái này, cái data list này như cái lời nhắc các bạn thôi, nhắc các bạn thôi. Cho các bạn chọn cho dễ thôi. Ok. Tiếp. Đấy. Rồi định dạng form. Đây định dạng form. À, các bạn có thể bo góc nè, đổ bóng nè, lê nè, cắt lê nè, khoảng đệm nè, margin nè, focus nè, rồi disable các bạn có thể các bạn làm cho nó đẹp đúng không? Cái form ở trên đây các bạn thấy là nó không có đẹp, thì cần cái form ở dưới các bạn điều chỉnh các bạn thấy nó đẹp hơn đúng không ạ? À, cho nó xuống dòng nó thẳng hàng nè, kích thước cho bằng nhau nè, đúng không ạ? Cho màu sắc nè, cho cái border này, cho cái hiển thị nè, đúng không? Cái này cho cái bo góc vô nè, để cho cách khoảng cách nó giãn ra nè, dùng cái margin nè cho khoảng cách nó giãn ra nè. Đấy, thì cái này bữa trước cô demo thì cô cũng hướng dẫn các bạn là cách dùng cái margin như nào, khoảng cách cho nó hợp lý, đúng không? Đấy, đấy kích thước đường bao lề khoảng đệm nền, đúng không? À, thuộc tính outline. Là thiết lập đường bao ngoài cho các điều khiển đang nhận focus. Tức là khi các bạn đưa con trỏ focus vào thì cái outline nó nhận là cái định dạng gì. À, đúng không ạ? Khi bạn select hai chỗ focus thì các bạn có thể gì đấy ạ? À, chọn các cái thuộc tính như nó, đúng không?
input focus này, là input chấm disable. Khi disable thì nó sao nè, đúng không ạ? Thuộc tính disable thì nó như nào đấy, ta định dạng viết vô. Thì bây giờ cô sẽ làm trên cái form của cô để demo ha. Hôm bữa ta định dạng lại cho này đẹp. À, cái này có cái form group nè. Form group là nhóm của cả cái label của cả input, đúng không? Form group. À, cái này là form control nè. Đấy, cái này là dành cho cái class là button. Được chưa? Đấy, ta định dạng riêng. Đấy, form group là nhóm cái này. Nhóm. À, một nhóm. Ok. Ta nhóm dành cho riêng cái form group. Đó, ta đặt cái div riêng rồi đó. Cái div riêng. À thì vậy bây giờ ta sẽ quay lại cái bài của ta hôm bữa. Cái bài mà form demo form. Đúng không? Vậy ở đây ta thấy là ở đây cô sẽ có là à, cô để cái thẻ p margin để các bạn nhìn cho nó giãn dòng cho đẹp ha. À thì ta sẽ định dạng lại nè, nhìn nha. Cô sẽ tạo cái div để cái form group. Rồi. Cái div để cái form group. Ok. Đây à, label ok. Rồi cái div này là cô để là class là form group group. Đấy, cô sẽ copy cái div này xuống Ctrl C Ctrl V đúng không ạ? Ta copy cái này C à, một cái label. Hai ba select là bốn, đem cái label khác là năm. Ok, ghi chủ label khác là sáu. Ok, hr đấy, nhóm cái này cũng là cho một cái nhóm, rồi đóng cái thẻ div lại. Nó sao kỳ đít chứ, lấy đưa ra cái form. Ok, thấy chưa? À, ta làm cái form group. Form group đây, các bạn tạo cái class cho form group chấm form group. Nó phân biệt chữ hoa chữ thường mà các bạn tránh bị lỗi sai chính tả. Khi lỗi sai chính tả thì nó không có nhận nhá. Đấy, cái form group các bạn đặt cho nó nè. Là margin 12 pixel. À, nó sẽ là như thế này. 12 pixel. Nó để 12, từ từ nha, nó để 12 thì nó sẽ hiểu là cái trên và cái dưới. Đây đây. Hướng dẫn các bạn cách cách đặt nè. À, margin. Margin. Nếu các bạn đặt là như này, 10 pixel, 0 pixel, 2 pixel, 0 pixel thì nó sẽ hiểu là top right bottom left. Nếu các bạn đặt như này thì nó hiểu là top là cách 10 pixel, right cách 0, bottom cách 2 và cái này cách 0, left bên trái cách 0. Nhưng nếu các bạn ghi là margin 10 pixel, 2 pixel, ghi này không thôi á thì nó giống cái trên. Nó giống cái trên. Đúng không ạ? Tức là nó hiểu 10. Cái này là top và cái này bottom, tức là ghi tắt, cái này gọi là shorthand. Ghi tắt. Còn nếu các bạn mà ghi là margin à khoan, 10 10 chứ, nó hiểu là 10 10 2 2. Đấy nha, 10 10. Các bạn để là 10 pixel thì tất cả bốn top tất cả đều là 10, khoảng cách là 10 pixel hết. Đây, cô check cái này lại cái nha. Machine. Machine. HTML. Đấy. Đây, set S. Margin. Đây nè, đây top
right bottom left đúng không? Bây giờ tao có cái khác đây, marine có cách mà hiển thị cái này là để toàn bộ, nhưng mà cách để hai cái set reference vào cái tham chiếu đi, reference coi cho dễ ha. Cái này là toàn bộ này, top nè, đây top nè, right nè, bottom left đúng không? Nếu các bạn để như này 10, 5, 15, 3 số thì nó sẽ là top nè, right và left là 5 nè, hai bên là 5 và dưới là 15. À nếu để này nè, top và bottom là 10, left và right là 5. Ok, vậy nó sẽ là như này. Nếu để như này thì sao ạ? Là top bottom là 10, còn right và left là 2 pixel. Đấy, có nghĩa là như thế này. Nếu các bạn để như này á, thì cái này đây hai bên trái này là right và left là 2 pixel, còn top và bottom là 10 pixel. Đó, ok. Đấy, thế là cách viết của cái margin. Đó, còn nếu bạn nào mà không nhớ chính xác thì các bạn ghi cả bốn cái luôn. Muốn nó bao nhiêu thì là hiển thị bấy nhiêu, nhưng mà nhớ top right bottom left là được rồi. Ok. Comment anh này lại. Comment anh này lại. Ok. Vậy cô sẽ là để margin 10 20 pixel. Đấy là anh này. Các bạn nhìn nha. Khi cô chạy thì nó sẽ có sự thay đổi. Tắt cái này bớt đi ha. Form. Đây nó sẽ dán. À, bình thường các bạn không có thì nó sẽ sát vào. Comment anh này lại. Chưa? Chạy. Đấy, nó sát vào. Được chưa? Còn các bạn không thì các bạn cho là giãn nó ra. Đấy, hai này cô xóa đi ha. Đấy, F5. Nó giãn ra. Ok. Chưa? Rồi. Không, các bạn mà muốn giãn ít thì để 5 pixel thôi. 5 pixel. Vừa phải. Ok. Xong, tiếp. Đây. Được chưa? Xong cái class các bạn để cái input này là để form control. Thì bữa cô đặt là đặt cái này. Cô đặt không phải form control mà cô đặt là class là width. Đúng không? Cái này cô để là form control. Đấy, cho giống ha. Đấy. Để các bạn thiết lập CSS cho nó thôi. C. Cái này để cái form control. Cái này cô để là form control. Sờ cũng được ha. Form control. Ok. Đấy. Tắt cái này đi. Chạy. Đấy thì nó chưa định dạng thì nó như này. Bây giờ ta định dạng cái form control nha. Định dạng cái form control nào. Là form control margin. Margin 3 với 0 tức là hai cái top cái left à, cái top button là để 3. Còn left right là để 0 đúng không? Padding là 5 pixel. Padding là khoảng đệm. Khoảng đệm tức là khoảng giữa cái chữ, giữa cái control này với cái nội dung của nó. Border để nâng. Nhưng mà để bốc xa đầu các bạn thấy không ạ? Để blue thấy không ạ? Blue. Đúng không ạ? Color orange. Display block. Outline nâng. Outline là cái bao phía ngoài nó là nâng. Ok. Đây. Các bạn thấy cái này bằng cái chấm form control. Ok. Vậy cái này cô để là cô xóa này đi. Không cần thiết, xóa đi. Được chưa? Width là 200 pixel nè. Margin 3, margin
3 pixel, 0 pixel. Đó, padding. 5 pixel. Border. None. Không để border. Width 200 pixel. Đây. Rồi border radius để các bạn bo góc là 3 pixel. Rồi cái gì nữa? Box shadow. Box shadow. 0 0 đồ mờ, 3 pixel là đồ mờ. Blue. Rồi gì ạ? Color là màu của chữ. Color orange. Orange cam. Rồi gì? Display block outline. Display block outline. Cái viền ngoài để nên đó, chạy thử ha. Đây, thấy chưa? Okay. Con muốn màu cam đậm. Cái này muốn cái chữ gõ chữ vào. Muốn màu cam đậm thì các bạn dùng cái orange có chữ R đằng sau. Orange. Orange. Đó thì đó là màu cam đậm, đỏ cam. Đấy, đỏ cam. Thế. Chưa? Để 200 nó nhỏ xíu. Để giống cái kia để 300 pixel đi ha. Okay. Chưa? HR. HR. HR cô đâu à? Ok. Tiếp ha. Ai nhắn gì à? Trời ơi, mấy ông này, mấy ông 73 này sao nhắn dữ dằn đấy trời. Sao có 10 ký vậy? Lớp trưởng phải lấy 100 ký. Mấy ông 73 rành quá nha. Ok, tôi đang chỉ bài mấy ông 13 đi buôn đi bán. Đi làm cái gì mà cứ. Rồi. Rồi form control focus ta là đưa con trỏ vào nè. Đưa con trỏ vào ta gọi là focus thì nó đổi màu. Thì cái focus này á ta hay gọi là giả, giả class. Giả class, tức là pseudo class. Nó có hai chấm. Focus rồi disable hay là sau này các bạn ví dụ như là hover cũng vậy, hai chấm hover cũng thế đúng không? Đây thì ta để là nếu cái này mà focus đơn trỏ vào thì nó sẽ đổi màu, cái box shadow nó đổi màu. Hai chấm là for, hai chấm là focus. Đấy, cái này ta đổi box shadow. Box shadow để là 0003 pixel orange. Đó. Thì cái này là khi các bạn đưa trỏ vào nó đổi màu. Đấy, để mình xác định là mình đang focus vào cái gì. Đúng không? Đang focus thì nó đổi màu. Đấy, nó đẹp hơn, đúng không? Rồi tiếp là rồi đưa vào text control xong. Rồi cái button cũng định dạng cái button nào. Và cái này cô để là button. Class là button. Hiện tại là ta có hai cái button đúng không? Hai cái button cuối cùng. Ta để là class là button. Class là button. Boy. Con C. Con V. Đấy, và ta định dạng cái hai đồng chí này thôi. Chấm button. Định dạng cái hai đồng chí này. Button focus thì khác nha. Rồi bây giờ ta coi nè, border nấn, bỏ cái border của nó đi. Nấn. Rồi cái gì nữa? Border radius 3 pixel. Đấy, box shadow. Box shadow 00 gray.
3 pixel rồi đấy. Thì các bạn thấy là các bạn để bốc xa đầu á, thì cái viền nó sẽ đẹp hơn là để cái border. Cái viền nó sẽ mềm mại hơn, border nó cứng nhắc nha. Phạt đinh 5, 10. Phạt đinh 5 pixel, 10 pixel. Tức là top và bottom thì nó có cái bộ đệm là 5, còn left right là bộ đệm 10. Tức là cái khoảng cách nè, khoảng cách top và bottom là 5, khoảng cách hai bên này là 10. Outline là 5, nấn. Outline là nấn. Ok. Chạy ha. Đây. Đấy, nó đẹp hơn nè. Nhưng mà hai ông này ấy, cách nhau gần quá. Hai ông này chính ra là cách nhau lại gần quá. Ta để một cái cách ra đúng không? Button disable là gạch ngang, cái disable có glide through nè, text decoration là glide through nè, thấy không? Đấy, button chấm focus. Cô để cái margin. Margin để khoảng 5 pixel. Ok. Để cái margin thì anh này anh cách cách xíu nhìn nó đỡ xấu. Đây. Cách ra cái. Đấy. Rồi. Nếu cái này là focus button mà là focus chấm button. Tay chấm focus. Thì ta để cái gì ạ? Box shadow là để màu khác. Box shadow là để 003 pixel. Orange. Đây, đổi màu. Và cái color cũng đổi sang cái orange luôn. Color. Đổi sang cái orange luôn. Ok. Nếu mà button mà để là cái gì ạ? Disable. Thì các bạn có light text decoration là gạch á, gạch gạch ngang cái gạch á, các bạn để light through là gạch ngang, còn gạch chân là under underline. Đúng không? Chạy ha. Đưa trỏ vào nè. Focus nè. Đổi màu nè. Đổi màu nè. Được không? Đó. Rồi bây giờ disable. Nếu cái chỗ này cô để chữ disable vào đây. Disable vào đây. Ok. Thì nó sẽ đổi ra cái dấu gạch ngang. Gạch ngang nó disable rồi thì nó không làm gì Đâu nữa. phải được trả tiền. Gà nhà ai kêu vậy? Các bạn vặt con gà đấy rồi làm sạch sẽ rồi bỏ ngăn đông rồi ship cho cô đi. Làm gì mà cứ gà gáy ở mầm nhỉ? Đúng rồi. Làm sạch đi. Tôi mút ông nào gà gáy tôi mút lại nha. Gà nha Tuấn Trung gáy hả? Mút ông lại. Đúng rồi, chính xác luôn. Trời ơi, cái lớp này nó ồn ào quá. Rồi, rồi nha, tắt tiếng của Tuấn Trung rồi nha. Rồi, ok. Rồi, tiếp. Đấy, thì các bạn định dạng nó sẽ đẹp hơn. Vậy thôi, các bạn đưa vào. Đưa vào thôi. Nếu cho disable nó sẽ gạch ngang. Đó, vậy làm đẹp hơn. Rồi các bạn muốn để cái bài lab đây, giống bài lab. Muốn để cái này là cái legend. Thì các bạn là để cái fill set. Thì giới tính này các bạn để fill set thì các bạn để fill set thôi. Đây. Đâu, cái fill set đâu? Có cái demo luôn ha. Tab index đây, cái này là cái fill set nè. Thì cái này các bạn sử dụng cái fill set cho cô. Ủa, không có hướng dẫn đấy hả? Bây giờ cô xem thêm hướng dẫn nè. Đây cái fill set nè. Đâu rồi? Cái fill set thế này đâu rồi? Từ từ. À,
Fill set đây. Cái fill set nha, để các bạn bói này nè. Được chưa? Đấy, trong file cô để là hết fill set nè. Lê gần nó để hiển thị cái này. Còn cái này là nội dung. Đấy. Tôi sẽ đặt cái fill set. Đây là hướng dẫn luôn cái lab ha. Ví dụ như là cái đâu rồi, giới tính nào, giới tính nào, thì các bạn để cái fill set đây rồi đóng lại, đóng cái fill set lại đấy. Cái này các bạn để cái legend, legend thì cái này các bạn để là giới tính. Ok, chạy cái fill set này lên. Đấy, cái chỗ này giới tính đây nào. Được chưa? Giới tính đây. Thì cái fill set các bạn mà không đặt kích thước cho nó thì nó bằng cái kích thước của thẻ deep nha. Nó tràn ra hết cái kích thước của thẻ deep nè. Thì bây giờ các bạn muốn cho nó bó lại thì các bạn cũng đặt cái kích thước cho nó. Đúng không ạ? Nếu là fill set. Cái nào dư textile có, deep form có, width khoảng 300 320 300 pixel. Đây F5 thì nó có cái fill set lại. Ủa sao cái này nó bị giãn dữ vậy trời. Đấy, hoặc là các bạn cho kích thước của fill set bằng kích thước của anh ngoài này, bằng kích thước của ngoài này. À, nó giãn 10 pixel bởi vì là này, khi này có để padding hai cái bên trái, padding nên nó giãn, cũng giãn cái nội dung cái này ra. Được chưa? Để fill set này giới tính. Khoan, cái này nó chữ nó nằm ở cái chữ giới tính thì nó bị dư. Thực ra nếu mà để cái này thì cái giới tính nó bị dư này. Đây cũng có giới tính, đây giới tính thì nó cũng không đẹp lắm. Thế nếu trường hợp này thì các bạn bỏ đi một cái ha, trường hợp này các bạn sẽ bỏ đi cái chữ giới tính phía dưới. Ok, đấy, bỏ đi cái chữ giới tính phía dưới đấy. Đó là demo về fill set nha, cô bỏ đi. Thực ra cái này là nếu để trong này nó không có hài hòa. Đấy, cái bài các bạn ở kia nó mới ok. Đấy, bỏ nó không hài hòa lắm. Rồi, cái bài lab thì các bạn bỏ. Được chưa? Rồi còn gì nữa không ạ? Đây, fill set. Ngay cái này. Các bạn nếu như điểm mà nó ở đây nó yêu cầu nè. Nếu điểm nó đổi màu vàng nè. Cái gì à? Sao màu vàng? Tại sao lại đổi màu vàng? Bốc ra đầu outline, outline nên ok read only in cái bốc ra đầu inset 002 blue. Đây bốc ra đầu anh này, nó lại ngược vô trong. Đó, bốc ra đầu nó lại ngược vô trong. Ok. Rồi. Rồi. Khi đưa con trỏ vào, focus vào thì nó đổi cái màu vàng. Thì cái này các bạn để cái background. Nếu focus vào muốn đổi màu thì các bạn để cho con cái background. Đâu? Button form control focus nè. Các bạn để cái background color, để cái yellow. Đấy. Thì các bạn khi focus là nó sẽ đổi màu. Đúng không? Đổi background. Được chưa? Focus nó đổi màu. Ok, cái này không dùng. Cái nào dùng thì nó mới đổi. Ok. Được chưa? Nó đổi màu. Đó là chính là cái bài lab. Ok chưa? Rồi còn chỗ nào không biết đâu, cái này inset nè. Inset này nó đổ ngược vô trong nè. Ok, cái này là màu blue đúng không? Đây cô test thử cái này của cô. Button. Đây. Cái này các bạn bốc ra đâu, các bạn để 5 pixel đi. Các bạn để blue. Blue. Ở đây các bạn để cho cô là in set. Ok. Chạy nha. F5. Đấy. Thì cái độ bóng nó sẽ đổ ngược vô trong. Nó sẽ đổ ngược vô trong. Đấy, nếu các bạn muốn mà cái bó góc mà giống cái hình này nè, tức là bó góc tròn á, thì các bạn sẽ cho cái kích thước của cái button. Nhiều kích thước của button của cô là button này các bạn để là ví dụ như là 40 pixel chẳng hạn. Button này để hay
Các bạn để là button là các bạn để hay 40 pixel. Width hay ha, width. Width các bạn để bằng nhau luôn là để ba trăm bốn trăm ba trăm hai trăm pixel hay là để 40 pixel. Cô để bỏ luôn cái padding này luôn nhá, padding cô để cái khỏi tại vì cô để cái kia rồi, khỏi để padding. Ok chạy lại nhá, trời sao bừa dữ. Đó cái này cô để là 100 pixel. Ok rồi. Bây giờ các bạn muốn cái này nó bo góc lại giống cái hình khi nãy thì các bạn để cho cô là cái border radius các bạn để là 20. 20. 20 pixel. Đây các bạn sẽ thấy nè. Nó bo tròn giống như thế này. Tức là các bạn lấy 40 các bạn chia đôi thì cái góc này nè nó giống như cái hình tròn vậy. Đây giả sử cái này các bạn để 30 thì cái này là bo góc các bạn để 15. Thì chỗ này nó bo đúng tròn luôn. Đây, các bạn cái này để có để 30 pixel. Đó, thì cái này các bạn sẽ để 15, border radius để 15. Thì nó bo đúng cái bên góc bên phải, bên chiều cao này nè. Nó có bo đúng hình tròn. Đây. Ủa, 15 mà. Nhầm. Đấy, nó bo đúng hình tròn các bạn luôn. Thấy chưa? Nó bo tròn, bo góc tròn. Đấy, thì đó là cách để các bạn định dạng. Được chưa? Rồi còn gì nữa không? Rồi về form thì vậy là xong. Được chưa? Các bạn định dạng form cho đẹp, đúng không ạ? Thì các bạn định dạng làm sao mà đẹp như là một cái công cụ người ta làm là được rồi. Đấy như này là đẹp rồi. Đấy, cái này bó tròn là cái này để 40 chẳng hạn, thế để 30 các bạn bó tròn cái này là được. Ẩn cái này disable, các bạn định chữ xóa các bạn ẩn đi. Để cái disable thì nó sẽ bị màu xám. Đó. Ok. Rồi tạm thời cô đi máy em chỉnh giữa nhưng mà máy cô nè độ phân giải vậy chứng tỏ là em đặt cái led cho nó nè, em đừng đặt cái led bên này, em đặt căn giữa cho em đừng đặt led bên này, em đặt nó tự động căn giữa, em đặt cái led là khi em sang máy của cô là nó lỗi nữa, thấy không, cô thu nhỏ lại thì nó chỉnh giữa, nó chỉnh giữa nha. À nhưng mà cái hình này nó bị thu theo nè, như vậy cũng sai nè, về thiết kế là vậy sai nè, cô thu lại cái hình nó thu lại mà cái thừa một miếng nè, đó là cũng sai nè. Đây kích thước này thì nó nằm giữa đúng rồi. À nhưng mà máy cô không phải đồ phân giải này, máy cô đồ phân giải khác, máy cô đồ phân giải khác là đấy test cái lỗi ngay, thấy không, đây thấy là một vấn đề chưa. Thì code chứng tỏ là bên tay trái này có thể em đặt theo cái pixel đúng không, cô coi lại cái code của Ngân ha. Đây, cô coi lại code của Ngân. Đây. Cái set add, một cái content, một cái struct. Content đó. Ủa. Tào lao sao hiển thị có một cái vậy? Ra rồi. Rồi struct content bây giờ ta coi nè xem em bố trí như nào, cái div wrapper top head inner top head banner inner. Ok bây giờ cô sẽ xem cái content, cái div wrapper là 100%. Ok hay auto đồng ý, top head 100% hay 30. Ok background, ok inner inner top head inner top head 70%. À cái inner top head 70 à thay thay background color color màu trắng 70, tại sao nó lệch dữ vậy ta, fan banner 400 white inner 70%. Khoan khoan từ từ 70 rồi 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 ok. Vấn đề của em nó không phải nằm ở cái chỗ là cái này mà vấn đề của em là nó nằm chỗ cái hình, cái hình
Thấy không? Em cân giữa đúng rồi, mà cái hình nó bị sai. Có mỗi cái hình sai thôi, còn lại mọi thứ đúng rồi. Cái hình bị sai nè, cái hình lộ ra, cái hình nó bị dối ra. Còn khi em chung lại thì mọi thứ nó không đổi, vẫn căn giữa, chỉ có cái hình này bị đổi thôi. Em hiểu cô không? Vậy là em phải xử lý cái hình. Đấy. Ê, nhưng mà xong rồi cái này xấu dữ vậy. Rồi, em phải xử lý cái hình. Cái image. Cái banner image, cái này em để width, em fix cái width của nó. Ồ, hay là 400 thì đúng rồi. Cái width em bị fix. Cho nên là sao lại padding? Padding làm gì? Cái hình để padding làm gì đâu? Cái hình em để padding này có ý nghĩa gì đâu? Cái hình để padding đâu có ý nghĩa gì, bỏ cái padding. Đấy, với cái hình này nó bị em để cho nó cái width là 1030 thì nó dán cái kích thước ngang này 1030 nó tràn ra khỏi cái deep của em. Hiểu không ạ? Thì thế này, để các bạn làm đẹp ấy thì tốt nhất là các bạn cái trong ấy, nói chung là kích thước phía phía trong á, các bạn có thể đặt là pixel và cái hình của em là đặt 1030 thì cái hình gốc của em là bao nhiêu thì em đặt nó bấy nhiêu thì nó sẽ dễ. Nhưng cô coi hình gốc của em nha, nó là bao nhiêu pixel. Cách để các bạn thiết kế nha. Ủa, cái hình gốc là hình nào? ở dưới không ơi, ở dưới Đâu ta? cái box này mấy cô. Hả? À đây đây đây. Đây các bạn coi nha, coi cái kích thước của nó nè. Kích thước của cái hình này detail nè là 1026 nhân 391. Thì thông thường các bạn giả sử các bạn là được cái thiết kế ha, thì các bạn sẽ là 1026 nhân 391. Thì cô sẽ lấy là 1026. Đúng không? Hay cô để là 391 luôn. Thì cái hình các bạn nó mới đẹp được. Ok. Vậy nè, nếu các bạn đã có mục đích thiết kế thì các bạn có thể thiết kế như này nè. Width anh này các bạn thay vì để 70%, hay các bạn vẫn để cái này nha. Thì cái chắc nè, hay nè. Width cái này vẫn để 100, cái này cái width 100, riêng cái anh này nè. Các bạn đừng để là cái này, các bạn có thể để như này. Được chưa? Còn khi co lại thì cô sẽ chỉ cho các bạn cách nó co. Cô co lại sau, cái này vẫn là 10 top head inner. Banner để chung ha. Hay cái này banner hay là các bạn để là 391 đi ha. Ok. Banner 391. Đây. Để cho nó vừa cái hình các bạn, cho nó đẹp. Giả sử là có ý đồ thiết kế đúng không? Menu. Đây, cái này là có ý đồ thiết kế ha. Content. Ủa. Cái này content vẫn để 100%. Chỉ có inner content thì các bạn mới để 70 thôi. Hay cũng để auto, hay các bạn cũng để auto nha. Tại vì là cái content này nè. À, các bạn có content 1, content 2 nữa đúng không? Tại vì thế này, cái để auto để các bạn cứ dán dán ra theo cái này. Chết rồi, lỗi. Cô sẽ chỉ cái lỗi ở dưới này của em cho nè. Cái lỗi này của em nè. Lỗi này nè, cô sẽ chỉ sau. Padding tạm thời chưa có ý nghĩa, để padding ở đây bỏ đi ha. Đây, content để cái này. Inner content là cái này. Hay để auto. Được chưa? Image linear cái gì? Gradient hả? Background color rồi còn image nữa hả? Tạm thời comment anh này lại. Từ từ. Để tránh cái này. Không sao, màu trắng là vẫn đẹp nhé. Cái content 1, content. À, rồi cô hiểu ý em rồi. Em đặt cái content 1 là anh bên trái, content 2 là anh bên phải đúng không? Rồi thì em cái inner content gốc của nó đâu? Đây, em không có inner content thì em nên tạo cái inner content. Còn trong này em để cái left, cái right cho dễ không? Đúng không? Ừ. Thì bạn đặt vậy thì cũng đúng rồi. Tức là các bạn đặt là inner deep ID bằng inner content. Đó, đóng cái deep lại. Đấy.
Con tên 1, con tên 2 của em cô vẫn giữ nguyên nha. Con tên 2 giữ nguyên ha. Đấy, đóng này lại. Cô thừa thiếu cái díp nào không? Thì các bạn thêm em thêm cho cô cái là inner inner content đó. Em để là cái width là bằng anh này. Cái width là anh này. Đấy. Đó. Rồi ok. Anh này là để em để là ví dụ bên trái, bên phải là để 200 pixel. Là các bạn bên trái là các bạn để là 800. 826. Cái này em để là 200 pixel. Được chưa? Hay hay tạm thời cô để từng này, cô sẽ chỉ cho em sai chỗ nào. Ok. Lót led luôn đi, đừng right ha, led luôn. Đó, footer là 100%, inner footer là 1026. Ok. Rồi, cô sẽ rồi. Chạy lại cái bài của Ngân nào. Được chưa? À, nó sẽ đẩy thì nó cô sẽ nói tại sao nó đẩy. À, thì các bạn phải clear thôi. Đẹp hơn đúng không Ngân? Thấy chưa? Ngân thấy ok chưa? Rồi. À, khi các bạn chung nè, chung nhỏ nè. Nó chung theo đúng không? Hình nó cũng chung theo nè, thấy không? Được chưa? Ok. Rồi. Rồi bây giờ có chỗ này nè, nó đang bị lỗi nè. Là em cái này em để cái kích thước của anh này mà cái nội dung nó không đủ, cái này nội dung cũng không đủ. Đúng không? Nội dung cái này dài, nội dung cái này ngắn thì nó sẽ bị cái này là do các bạn thả nổi, cái này là thả nổi, cái này cũng thả nổi luôn. Nhưng mà cái nội dung ở bên trái này nó sẽ ít hơn nội dung bên phải. Cho nên là cái ở bên dưới ấy, các bạn, cái footer nó bị đẩy phía lên phía trên cái nội dung ít. Thì nếu các bạn mà nội dung bên này ít hơn thì nó sẽ đẩy sang bên này. Đấy các bạn test thử nha. Nội dung bên trái các bạn đây. Inner content 1 nè. Nếu nội dung bên trái mà các bạn đây. Ctrl C nha. V V V V. Ctrl S này chạy nè. Nếu nội dung bên trái nhiều hơn á thì rồi cái thằng kia nó bị đẩy. À, đây rồi, nó đây nè. Khoan. Ctrl Z Z Z Z Z Z. Iraq Việt Nam, Iraq Việt Nam. Khoan. Vậy là do các bạn đặt cái này là cái này cũng 10. Rồi ok. Cái này các bạn là để 10 fix 10 1400, cái này fix 1400. Thì khi nội dung vượt quá cái 1400 này nè thì nó bị tràn ra khỏi. Bị tràn ra khỏi cái deep. Bị tràn ra khỏi cái deep. Nội dung này là đang bị tràn ra khỏi cái deep nè. Thấy không ạ? Nha, nó đè lên cái deep nè. Đấy. Thì bây giờ tránh trường hợp mà nội dung bị đè lên khỏi deep thì các bạn để auto. Tức là cái nội dung nó vượt quá cái deep, cho nên cái này các bạn sẽ để auto. Auto nó vượt quá cái deep thì nó các bạn không chạy được. Rồi auto thì nó bị đây. Đấy. Rồi, ok. Ok. Tại sao bên phải này nhiều dữ vậy? Đấy, bên phải này hơi bị lố nè, thấy không? Thấy chưa? Rồi nó đẩy xuống. Ở trong footer các bạn để cái clipboard để tránh thả nổi. Clipboard để tránh cái thả nổi. Chống cái thả nổi. Rồi, cái này là cái gạch của hình này đúng không? Ok. Đấy, hai anh này là rồi. Bây giờ các bạn muốn là cái nội dung cái này cách ngang, cách ra một xíu thì các bạn sẽ để như này cho cô. Là cái margin của cái lép cái này nè. Inner content thì cái inner một các bạn để là 200 820 thôi. Các bạn để cho cô là cái margin right. Margin right. Các bạn để là 5 pixel. Đấy cái này nha. Thì em sẽ thấy là nó sẽ giãn ra. Nó sẽ không sát nữa. Đúng không? Nó sẽ không sát nữa. Đây, 10 pixel. Thì nó bị nhảy. Nếu mà 10 pixel là bị nhảy ấy nha. Đấy, bị đẩy xuống. Tại vì nó không đủ chỗ. À, tại vì cái này chỉ có 6 pixel thôi. Cho nên các bạn muốn đủ chỗ thì cái này là 816. Nó sẽ đủ chỗ. Ok. Đẩy lên.
Đấy, cách 10 pixel là thấy không? Ok. Đấy, với cái này các bạn em như để nhiều quá này. Để nhiều quá, em để cái này nên ngắn hơn cái này một xíu. À, Dạ. bây giờ cô sẽ để lại cái nội dung cho em nha. Đây, cái này xong nó nhiều dã man này. Đây. Đấy, em giả sử em thêm cái nội dung. Đấy, thì nó sẽ đẩy xuống. Nhìn bên tay trái này nó nhiều thì nó sẽ hợp lý hơn, hiểu không? Bên này thiếu một xíu cũng được, thấy không? Đấy, nó sẽ đẩy Dạ. xuống. Ok. Rồi, thì em dùng cái margin, dùng cái margin và padding để em về phút tờ, em để margin top. Margin top. À, ví dụ như top là để ví dụ như là 10 pixel. Và footer thì nên để cái background color gray. À, em để gradient cũng được. Đấy. Đấy, em để như vậy thì nó sẽ ấy, cái footer về đáng xấu nha. Footer làm cho đẹp cho cô nha. Hiểu không? Footer đang hơi xấu nào, footer cố gắng làm cho đẹp tí. Dạ bố Footer hả? Ờ, vậy thì bây giờ làm xiêng đi con. Chứ làm biếng hoa gì. Làm xiêng. Cái này phải xiêng. Tại vì cái này các bạn phải chỉnh sửa rất là tỉ mỉ. Đấy, đấy thấy cái footer chưa? Khác, dạ. khác rồi đúng không? Đấy, cái nội dung thì để cái màu này màu trắng. Còn footer thì để màu này. Còn header trên cùng thì em để cái màu này, màu đen cũng được. Màu black cũng đẹp nữa. Đó, và cái này nè. Cái nội dung này bị sát quá, các bạn dùng cái margin để đẩy xuống này, thấy không? Nhá. Rồi cô đang thấy thừa miếng này. Coi lại chỗ này nha. Coi lại dấu gạch đây đang bị dư miếng này. Coi lại là cái gì. Được chưa? Ok chưa? Dạ. Rồi. Vậy là hoàn hảo nhá. Chưa, chưa hoàn hảo thôi giỡn. Nhưng mà em phải coi thiết kế lại cho đúng nha. Bây giờ các bạn thu nhỏ, phòng to. Dư một miếng, chưa biết cái gì. Mò đi. Dư. Thì nó không bị vỡ, không bị hình, cái hình không bị ấy nữa. Đấy, thì đó là cái mèo để các bạn thiết kế ha. Đang không biết là sao giữ miếng cái gì á, cái gì phía trên, cái nội dung để giữ cái gì. In tin tức xã hội 200, content 2, tại sao lại giữ cái gì, cái gạch này của cái gì ta? Như là HR đó cô, HR ở đâu vậy? HR ở dưới cái ở trên cái sticker mà đâu mất tiêu. Đây, xóa nha. Thấy nè, thấy chưa? Cái HR Dạ. xóa đi, HR để không có ý nghĩa gì hết trơn. Xóa rồi, ok chưa? Dạ. Đấy, tại vì em đâu cần cái gạch ngang này đâu. Kể cả mấy cái gạch ngang trên này em không cần nè. Em gạch ngang Dạ. này nó xấu lắm, nó cứng. Em dùng cái border ha. Đấy, chứ gạch ngang này là cứng. Border hoặc dùng cái box shadow. À, chứ gạch ngang này nó cứng lắm. Rồi xong. Thực ra em không cần gạch, nó cũng hiểu là cứ hết một dòng một dòng một dòng. Như bên này không gạch em cũng, người ta cũng hiểu là hết một cái đúng không? Đấy, bên này cũng không cần. Ok, bỏ HR. Xong, về nhà sửa nhá, sửa sửa cho cô. Rồi, có ai cần sửa bài nữa không? Sửa luôn. Xem bài của Hoàng Nhật đi cô. Hoàng Nhật, ok. Hoàng gì? Hoàng Hoàng Nhật. Nhật, Nguyễn Hoàng Nhật. Ok. Gì mà đâu? HCM. Đấy, cô đào bài Hoàng Nhật về. À đây có rồi này. Đây. Hoàng Nhật. Hoàng Nhật. Rồi. Hoàng Nhật khác Hoàng Nhật Anh hả? Hoàng Nhật, ok. Ok, tải xuống. Tải miễn phí. I'm Sun. Trời A little blue ơi. Nghe nhạc ball, rồi. ball of super energy. Energy. Extremely handsome package. And in order to save my planet, I'm Sun.
A little ball of super energy in an extremely handsome package. Supersonic. And in order to save my planet, I had to... Hoàng Nhật. Hoàng Nhật. Click chuột phải. Stack của Hoàng Nhật. Ok. Assignment. Oh my god. What is it? Tại sao có những cái nó không có ra? Bên tay trái này cái gì Hoàng Nhật? Link Never Die mà thấy đai quá trời. Trên video đó phân giải cô. À vậy cô thu nhỏ lại nha. Vậy chứng tỏ là đang bị lỗi đúng không? Phải cái này không? Đúng rồi. Chết rồi, cái này là cái hình à hay là sao? Đúng rồi. Ủa sao khi mà đồ phân giải này thì nó ghê vậy? Nó lại ngược lại vậy? Hay vậy? À trang chủ nằm trên. À hiểu rồi, vậy là em đã hiểu em sai chỗ nào chưa? Chết rồi, cho vô đồ phân giải cô là em tải game miễn phí. Rồi, trời ơi, ghê quá. Cái này nếu như cô không test mà cô chậm trên máy của cô là coi như em die luôn nè. Em coi như là Link all the way die nè. Chứ phải never die nè. Hiểu như cô chưa? Bây giờ giống như hiểu Ngân khi nãy á, thì các bạn thấy là các bạn phải làm sao mà để đồ phân giải nào các bạn chạy cũng được và không bị lỗi. Đây, cái đồ phân giải này thì bạn mới chạy mới được. Ok chưa? Rồi, bây giờ nghe nè. Xét về cái giao diện là tôi đồng ý ha. Chỉ cái này hơi bị cái bên này là góc này hơi bị chết. Không nên web, không nên để cái góc chết như này. Góc này vừa không có không gian dư nè, vừa không có gì nè. Thứ hai là nội dung cũng không có gì nè. Và cái màu sắc á. À, màu sắc nó ảm đạm quá. Nên phải chết. À, nó chết. Góc chết. Về bố cục là cô đồng ý với em. Ha. À, về mọi cái, về giao diện, về ấy một cái là nói chung là ok, đồng ý. Một số cái lỗi nhỏ, cái footer cũng đẹp. À, về một số lỗi nhỏ, tức là thứ nhất á, nổi bật thì cái này cũng chưa nổi bật lắm. Cái chữ này nếu có ý nghĩa thì phải cho nó nổi bật lên. Cái thứ hai nữa là rồi cái khoảng hai bên này nó vừa quá, và góc này góc chết. Rồi về làm sao thiết kế lại góc này nè. Hai cái thứ ba nữa là liên quan đến đồ phân giải. Cái này cô không sửa cho em nữa mà em phải về từ sửa, tại vì khi nãy cô đã sửa cho Hiểu Ngân rồi, liên quan đồ phân giải rồi thì cô đã sửa cho Hiểu Ngân rồi, thì làm sao khi em thu nhỏ hay là phóng lớn thì cái bố cục của em nó không bị vỡ. Giống cái này coi như cô phóng lớn đi là bố cục là trật luôn, cái này nhảy xuống dưới luôn, nó mất luôn, thấy không? Đấy, vỡ tùm lum luôn đấy, chưa kể là cái này. Hiểu không Nhật? Yeah. Ừ. Nói chung là bố cục như vậy là ổn. Được chưa? Đây, vỡ tùm lum nè. Nhảy rớt xuống tùm lum. Trong cái đấy khi nãy của Hiếu Ngân em thấy á, cô zoom to phóng lớn nó đều, nó không bị ảnh hưởng, nó không bị hư, nó không bị vỡ và nó không bị nhảy xuống. Đấy. Nhưng mà dù sao thì cô cũng phải coi cái code của em cái nha, xem nó có vấn đề gì không. Nó lỗi nằm ở cái vấn đề gì. Inner cone deep ZS. Trời ơi, sao hình lại để trong ZS? Để nhầm à? Không, layout. Em test thôi. Test thôi. Cái gì? Bỏ lại đi nhá. Bố cục 100%. Top hết 100%. Hay background inner top head left, inner top head. À rồi, ok.
nó vấn đề nó nằm ở cái chỗ cái inner khi nãy cô đã nói rồi. À, cô nói giống cái Hiểu Ngân nha, tức là các bạn cái top head, top head, còn các bạn trong này nếu có inner nữa thì các bạn đặt hai cái này vô trong một cái deep nữa, hiểu không? Đấy, nếu em muốn làm kiểu như em á thì cái này em sẽ để trong cái deep nữa. Đây, cái này là một cục đẹp đúng không? Đây, hai cái này nè, cái top hat này nè, em để trong cái deep đó, để trong cái deep đây. Nếu không zoom lên cái, ôi trời nó nhảy tung luôn. Đấy, cái này cũng vậy, left và right các bạn để trong cái deep ha. Để hai cái này các bạn để chung cái deep, để khi các bạn mà phóng to thu nhỏ thì nó sẽ không bị nhảy, không bị vỡ. Đấy. Đó, cho lại cô kích thước đi. Đấy. Còn khi mà zoom này mà các bạn mà bị vỡ, bị hư là coi như là lỗi rồi đó. Ok. Rồi về fix lại nhá. Nhật. Dạ. Về fix lại nhá. Đấy. Cho chung vào một cái deep nhá. Đấy, tức là cái của em để left, để right. Left, right. Left, right mà em không cho nó vô trong một cái deep. Cái deep khác là tại vì top hat này kích thước khác và anh này kích thước khác nè. Hai anh này phải nằm trong một anh kích thước nhỏ hơn. Đấy, có cái inner. Bởi vậy cho nên của em nó nhảy. Rồi em cố gắng về sửa lại nhá. Ok. Rồi. Vậy thôi, tức là các bạn cố gắng về fix fix lại cho cô. Chịu khó các bạn gặp lỗi để là chuyện rất bình thường nha. Các bạn fix lỗi thì các bạn mới 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 làm sau này các bạn mới có kinh nghiệm làm đẹp được. Chịu khó một tí. Học cái môn này thì hơi tỉ mỉ. À, và nó không như Java. Nếu môn Java thì các bạn sẽ có những khái niệm rất là trừu tượng và khó hiểu, hoặc là có những cái khái niệm về logic. Nhưng mà cái này thì nó đỡ hơn ở chỗ là khi các bạn làm thì nếu đúng thì nó hiển thị, không đúng nó không hiển thị. Nếu không đúng thì không hiển thị thì mình có thể sửa lại. Mình giống như mình thử sai rồi đó. Và mình hoặc là các bạn có thể search trên mạng xem ở để hiển thị cái như vậy mình làm nào. Thì các bạn về có thể test lại trên máy của mình rất là dễ. Tức là làm để hiển thị thôi. Cái này là một cái tức là gọi là markup language, là ngôn ngữ đánh dấu văn bản thôi. Nó giống như Word á, Word thì thay vì các bạn được Word là bạn gõ ở trên máy các bạn, thì các bạn cũng bố cục, cũng căn trái, cũng căn lề, cũng chỉnh cái Word. Thì bây giờ các bạn cũng cái document đấy thay vì để trên Word, các bạn public lên internet thì các bạn phải dùng thẻ. À, hiểu không ạ? Các bạn phải dùng thẻ, dùng cái tag, các cái thẻ và dùng cái CSS để các bạn định dạng. Vậy thôi. Đấy, nó dễ. Và muốn định dạng mà sao đẹp hay thì cần các bạn cần tỉ mỉ và cần thời gian, các bạn cần cần làm nhiều. Đấy, thì sẽ có kinh nghiệm thôi nhá. Ok. Ok, phát. Rồi, có ai có cái gì hỏi nữa không?